nuôi trồng thủy sản đang là hướng đi mới, bước đột phá mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở Hồng Tiến. Nhiều bà con nơi đây không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn trở thành những hộ có đời sống kinh tế khá giả từ những mô hình này. Theo chân cán bộ hợp tác xã thủy sản Hồng Tiến, chúng tôi tới thăm mô hình thủy sản tổng hợp của hộ gia đình anh Hoàng Minh Trường, thôn Nam Tiến. Đây là một trong những mô hình điểm và mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương. Anh Trường được biết đến là một trong những hộ đã mạnh dạn chuyển đổi gần 8.000 mét vuông đất từ diện tích cấy lúa kém hiệu quả và diện tích vùng đất bãi ven sông để quy hoạch thành vùng nuôi trồng tập trung từ nhiều năm nay. Ban đầu anh chọn nuôi thả các loại cá truyền thống như trôi, chấm, chép, mè, thì đến nay gia đình anh đã mạnh dạn mở rộng diện tích nuôi các con đặc sản cho giá trị kinh tế cao hơn như cá lăng, cá bống tượng, cua rèm. Sản lượng hàng năm thì như năm ngoái là sản lượng khoảng độ gần 4 tấn thủy sản các loại, doanh thu khoảng 400 triệu trên một năm. Ngoài cái chăn nuôi này thì gia đình cũng tạo điều kiện cho khoảng 3 đến 4 lao động thời vụ. Khác với hướng đi của gia đình anh Trường, hộ gia đình ông Ngô Văn Đằng, thôn Nam Tiến lại tận dụng tối đa nguồn nước lợ để phát triển thành công mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và cá đối. Theo như lời anh Đằng chia sẻ, đây là một thành công lớn bởi với anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thành công trong việc nuôi tôm thẻ chân trắng và cá đối như hiện nay. Theo đó, với tinh thần dám nghĩ, dám làm và chịu khó học hỏi, đi từ thất bại đến thành công, anh đã tìm đến các địa chỉ nuôi thả thủy sản có uy tín để tham quan học tập và rút kinh nghiệm. Anh tiếp tục tích lũy tại các cuộc hội thảo, hội nghị liên quan tới lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Không có cuộc nào biết mà anh lại bỏ qua. Sau khi đã tích lũy được kinh nghiệm, anh mới quyết định nuôi thử nghiệm từ những ao nhỏ nuôi xen cá rồi phát triển thành ao nuôi chuyên canh tôm như hiện nay. Năm thì cá thịt thì nó có tầm khoảng độ hơn chục tấn, cá giống thì nó có trong đó 5-6 tấn thì chuyển đi sang các ao để nuôi các ao. Giá trị kinh tế thì như là nó tầm trừ chi phí đi thì nhà chúng tôi là trừ cám trừ tất cả đi là còn được khoảng có 200 triệu vậy. Qua thống kê, đến nay xã Hồng Tiến đã chuyển đổi và quy hoạch được gần 160 ha ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thả thủy sản với 112 hộ tham gia nuôi trồng. Trong đó có khoảng 20 hộ nuôi trồng quy mô lớn với diện tích đạt từ 3 ha trở lên. Ngoài phát triển các con nuôi truyền thống như cua, cáy, cá các loại, đến nay đã có 8 hộ chuyển đổi sang nuôi tôm thẻ chân trắng với tổng diện tích 25 ha. Từ phát triển các con nuôi thủy sản đã mang lại nguồn thu nhập kinh tế khá giả và chất lượng đời sống người dân nơi đây không ngừng được nâng cao, cải thiện. Hàng năm thì từ nuôi trồng và khai thác thì đạt từ 30-40 tỷ. Đối với cái vùng nuôi tập trung thì đối với đối tượng nuôi truyền thống tôi đạt từ 150 triệu đến 200 triệu đồng một hectare trên năm. Ngoài các đối tượng nuôi truyền thống ra thì chúng tôi có đối tượng nuôi mới như con cá bống tượng, con cua cửa ra, con cá lăng. Đây là cái đối tượng cho giá trị kinh tế rất là cao, từ 300 triệu đến 400 triệu đồng một hectare trên năm. Trong một thời gian tới thì địa phương tiếp tục mở rộng thủy sản 160 ha đến 200 ha để phát triển con bản địa như con rươi, con cáy để làm nguyên liệu cho chế biến mang lại kinh tế cao hơn nữa. Để khuyến khích các hộ dân phát triển đa dạng các con nuôi thủy sản, xã Hồng Tiến tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục pháp lý cũng như các nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình dự án nhằm tạo mặt bằng cho các hộ đấu thầu mở rộng diện tích sản xuất nuôi thả. Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho người dân. Tiếp tục đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây cũng chính là tiền đề để địa phương phấn đấu đến hết năm 2025 có thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 0,5% và sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đã đề ra.